Chào quý vị, anh chị, cô chú và các bác quay trở lại kênh Việt Phú. Hôm nay thì em đang ở nhà ga để đi tàu. Đây là hành lý đồ đạc của hai vợ chồng, người đã gửi đi rất nhiều đồ đi trước. Và hôm nay thì xách vali quần áo đi thôi. Ngoài trời hôm nay rất là to, tuyết tuyết rất là to nên là rất là rét. Và đây là nhà ga chờ tàu siêu tốc ở trên tầng 2, tầng 3 của nhà ga. Thì hành lý vợ chồng mang đi thì có ba cái vali, ba cái vali kéo và hai cái ba lô khoác vai nữa. Thì vừa trời tuyết quá nên là bị chậm tàu mất 1 phút, này chờ thêm 1 tiếng đi xuống một tỉnh mới ở giáp Tokyo. Ở đấy thì nó không có tuyết như vậy thì sẽ thuận lợi hơn cho công việc cuộc sống cũng như là cái công việc đi thăm thú, quay lại các đồ điện tử cho tất cả anh chị cô chú cùng xem và tham khảo. Thì hôm nay là ngày cuối cùng em ở thành phố Niigata, Nhật Bản, ở thành phố Nagaoka, tỉnh Niigata, Nhật Bản đây. Và ngày cuối cùng thì tuyết rơi rất là to. Và anh chị cô chú sẽ thấy nhìn bên ngoài tuyết rơi trắng trời. Đấy, những bông bông tuyết rất là to luôn. Nhìn góc này thì có thể thấy được là nó rơi rất là dày. Trắng luôn à. Đây, vào đây là cái khung cảnh những cái nhà mới em mới chuyển đến nha các bác, ở tỉnh Saitama. Đây chỗ này thì không hề có một tí tuyết nào, trời vẫn còn nắng rất là đẹp. Đây thì đã hết gần hết ngày thì em còn đi đăng ký lưu trú mới ở địa điểm mới này, rồi đi đăng ký mấy thứ lặt vặt thủ tục, mua đồ ăn cái thứ, rồi chờ cái đồ đạc hôm trước em gửi từ trên nhà kia xuống tầm 1 tiếng nữa người ta sẽ mang đến luôn. Ở đây là cái nhà mới này, nó kín đáo và nó đẹp hơn cái nhà cũ rất là nhiều. Đấy, thì đây, đây là cái nhà mới. Đấy, thì trong này có 2 phòng ngủ. Đây là khu bếp thì mới soạn sửa một chút tí tí. Đấy, còn sẽ soạn sửa thêm. Trong này thì là nhà tắm, nhà vệ sinh, khu ngâm đồ thứ. Đấy, đây là cái tắm vệ sinh, đây là khu nhà tắm và ngâm cái thứ này. Đấy, như vậy là coi như hoàn thành những công việc chuyển nhà xuống. Vậy sau kia là cái trong này cái phòng có cái ban công rất là rộng và cái tủ đồ đây, tủ âm tường này. Kiến trúc rất là hay, Nhật người ta hay làm tủ âm tường để đồ. Sau này là cái ban công rất là rộng và gắn có lắp cái máy giặt đây rồi, rất là nhanh. Đấy, đấy, vậy thì hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Để dưới này thì thời tiết nó đẹp hơn nên sẽ có những video về đồ âm thanh, đồ tử hoặc đồ Nhật Bản cho quý vị anh chị cô chú cùng tham khảo nhiều hơn. Nhưng xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau.